Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã chính thức khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Hữu Phước, 31 tuổi, trú quận Sơn Trà, về tội cướp giật tài sản. Trước đó, cuối tháng 4 năm 2021, ở quận Sơn Trà liên tục xảy ra các vụ trộm cướp táo tợn. Ngày 23 tháng 6, trong khi công an đang truy xét nghi phạm, thì tiếp tục nhận được tin báo của một nữ bị hại đang ngồi trong quán nhậu, thì kẻ xấu ngang nhiên tiến lại gần giật điện thoại. Nghi phạm chạy xe máy Honda Dream có nhiều hình xăm ở cánh tay chân. Từ nhận dạng này, ngày 24 tháng 6, Công an quận Sơn Trà bắt được Phước trên đường Ngô Quyền. Phước khai nhận đã có 3 tiền án trộm cắp, 1 tiền án cướp giật. Từ cuối tháng 4 đến nay đã gây ra 7 vụ, trong đó có vụ Phước manh động mang hung khí, đe dọa bị hại để cướp tài sản. Ước tính giá trị tài sản do Phước trộm cắp lên tới hơn 100 triệu đồng.